Kính chào quý vị và các bạn. Tuần làm việc thứ ba của năm mới 2018 lại trôi qua với nhiều công việc quan trọng. Và ngày cuối tuần, chúng tôi lại cung cấp cho khán giả những thông tin nổi bật về các sự kiện đã diễn ra trong tuần. Qua đó thể hiện quyết tâm, nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh thực hiện hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đã đề ra ngay từ đầu năm mới. Và sự kiện đầu tiên là Ban thường vụ tỉnh ủy tổng kết công tác xây dựng đảng và ký cam kết thực hiện trách nhiệm năm 2018. Tại hội nghị lần này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục ký cam kết thực hiện trách nhiệm năm 2018. Ngoài đối tượng là người đứng đầu cấp ủy các huyện thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, việc ký cam kết trách nhiệm lần này được mở rộng thêm đối tượng là các sở ban ngành, các ban đảng, văn phòng tỉnh ủy, mặt trận, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, Tại hội nghị tổng kết, bên cạnh những kết quả đã đạt được, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng cũng đã thẳng thắn chỉ ra những điểm chưa được trong công tác cán bộ trong năm 2017. Đó là ở một số nơi, đội ngũ cán bộ chưa ngang tâm với nhiệm vụ mới, chưa đáp ứng với yêu cầu công tác. Vì vậy, đồng chí đề nghị cần nghiêm túc ra soát lại chất lượng đội ngũ, quyết liệt về vấn đề này. Như vậy, những cam kết trách nhiệm đang được mở rộng và quyết tâm chính trị đang được thực hiện bằng hành động cụ thể, quyết liệt không để con đường dài nhất là con đường từ lời nói đến việc làm. Việc thực hiện tốt các nội dung cam kết sẽ tạo động lực và sức lan tỏa trong quá trình thực hiện các mục tiêu của nghị quyết đại hội đảng cả cấp, nhất là trong hai năm cuối của nhiệm kỳ. Cũng trong tuần, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin Truyền thông, Sở Y tế và các đơn vị, ngành tổ chức tổng kết công tác hoạt động và đề ra phương hướng kế hoạch hoạt động trọng tâm năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, một trong những sự kiện chính trị quan trọng được tuyên truyền và chuẩn bị chú đáo đó là kỷ niệm 45 năm ngày kỷ Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam. Sự kiện này thêm một lần nữa sẽ nhắc nhở và tự hào về trang sử hào hùng của dân tộc trên cả hai phương diện quân sự và ngoại giao. Tròn 45 năm trước, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết, đánh dấu thắng lợi vĩ đại của quân và dân ta, buộc Mỹ rút quân về nước thừa nhận phải tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ nước ta. Ngay đó, đối với những người tu chính trị, những cán bộ chiến sĩ cách mạng bị địch bắt và tù đầy, thì Hiệp định Paris trong đó có nghị đình thư về trao trả tù binh chiến tranh, tù chính trị. Đó là thẳng lời ngoại giao để những người tu chính trị thoát khỏi gông cùng, tù ngục, trở về với đảng, với nhân dân để tiếp tục chiến đấu, giải phóng và xây dựng quê hương. Trong thạch hàn lịch sử, một trong những điểm trao trả tù chính trị lớn nhất được diễn ra từ ngày 12 tháng 2 năm 1973 đến tháng 4 năm 1974. Trong đó, có gần 500 con em tỉnh Quảng Trị được trao trả trong những đợt đầu. Tin vui cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tuần qua, đó là lãi suất cho vay sẽ được các ngân hàng giảm ngay trong tháng đầu tiên của năm 2018. Mở đầu đợt giảm lãi suất cho vay lần này là những ngân hàng có dư nợ lớn, Điều này được kỳ vọng sẽ tạo ra một làn sóng giảm lãi suất cho vay trong cả hệ thống ngân hàng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế. Bốn ngân hàng lớn Vietcombank, Agribank, Viettinbank, BIDV đã đồng loạt công bố giảm lãi suất cho vay đối với năm nhóm đối tượng ưu tiên nhằm thực hiện nghị quyết số 01 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội và định hưởng điều hành năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, lãi suất cho vay ngắn hạn của các doanh nghiệp này cao nhất chỉ ở mức 6% một năm, thậm chí có doanh nghiệp hoạt động tốt sẽ được vay 5% một năm và cả các doanh nghiệp đang vay vốn với lãi suất cao cũng sẽ được giảm xuống. Điều này sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thêm nhiều động lực để tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh, hỗ trợ kinh tế phát triển. Một thông tin được dư luận quan tâm trong thời gian qua đó là việc giảm giá vé qua trạm BOT Quảng Trị. Như vậy, sau gần 5 tháng với nhiều phiên làm việc giữa các bên liên quan, bắt đầu ngày 25 tháng 1 tới đây sẽ chính thức thực hiện giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm BOT Quảng Trị. Đây là nội dung mà công ty trách nhiệm hữu hạn BOT Quảng Trị vừa thông báo sau khi có ý kiến của Bộ Giao thông Vận tải về vấn đề này. Theo đó, bắt đầu từ 0 giờ ngày 25 tháng 1, BOT Quảng Trì thực hiện giảm giá cho các phương tiện của các chủ sở hữu có hộ khẩu thương trú, các tổ chức doanh nghiệp có trụ sở chính đóng trên địa bàn, cách trạm thu phí trong bản kính 10 km, gồm thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị, huyện Triều Phong và các xã Hải Phú, Hải Thường, Hải Quy thuộc huyện Hải Lăng. Mức giá vé sau khi giảm đối với các phương tiện không sử dụng để kinh doanh giảm 50%, các loại phương tiện khác giảm 40%, riêng xe buýt được giảm 100%. Từ ngày hôm qua 20 tháng 1, công ty trách nhiệm hữu hàn BOT Quảng Trị đã tiến hành phát thẻ giảm giá cho từng loại phương tiện theo danh sách phương tiện đủ điều kiện giảm giá. Lễ Ra Quân năm An toàn Giao thông 2018 và cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất và lễ Hồi Xuân 2018 vừa mới diễn ra trong tuần với chủ đề là an toàn giao thông cho trẻ em. Mục tiêu được ban An toàn Giao thông đặt ra trong năm 2018 là giảm từ 5 đến 10% cả ba tiêu chí số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông và giảm tỷ lệ thương vong do tai nạn giao thông đối với trẻ em để đảm bảo an toàn giao thông năm 2018 và trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất sắp đến, Ban An toàn giao thông tỉnh đã kêu gọi các ban ngành đoàn thể, chính quyền địa phương cả cấp tập trung phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, trong đó khắc phục ùn tắc giao thông, nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, gắn kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông với trách nhiệm người đứng đầu sở ngành địa phương đơn vị. đến đây chúng tôi xin được kết thúc một quảng trị tuần qua cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn